mẹo vặt vệ sinh bên trong ống nước tưới cây. Công việc tưởng khó như bắt thang lên trời này hóa ra có thể giải quyết đơn giản chỉ bằng một miếng rửa bát cũ. Chẳng ai nghĩ rằng có thể rửa vòi nước một cách dễ dàng thế này. Vòi hay ống nước phun dễ dàng bị bám riêu bên trong do thường xuyên tiếp xúc với nước. Tuy nhiên, việc rửa sạch bên trong thì cực kỳ khó, bởi chiếc ống này rất dài và nhỏ. Thế nên, thường thì người ta sẽ mặc kệ luôn. Nhưng điều này sẽ làm cho ống nước chảy chậm hơn và khiến chúng nhanh hỏng hơn. Bạn có thể rửa sạch chúng bằng một mẹo vặt rất đơn giản. Hơn nữa, dụng cụ này chỉ là một miếng xốp rửa bát đã cũ. Cách làm. Bước 1. Đầu tiên các bạn bóc lớp đế xanh của miếng rửa bát cũ ra. Bước 2. Cuộn nó lại. Bước 3. Nhét vào bên trong ống nước. Bước 4. Nối phần đầu vừa nhét miếng rửa bát với vòi nước và bật ở mức mạnh nhất. Các bạn lưu ý hãy sử dụng vòi nước càng mạnh càng tốt để có thể đẩy miếng rửa bát ra ngoài dễ dàng. Khi bị đẩy ra như vậy, miếng rửa bát sẽ tự cọ sạch phần riêu bên trong ống và đẩy ra ngoài. Nếu thấy vẫn chưa sạch, bạn thử làm lại lần nữa. Trên đây là mẹo vặt rửa bên trong ống nước tưới cây. Các bạn thử áp dụng nhé. Video đến đây là hết rồi. Hẹn gặp lại các bạn ở các video sau. Nhớ đăng ký theo dõi kênh để ủng hộ mình nhé. Cảm ơn tất cả các bạn. We'll be right back.